Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng vị trí đầu tiên, nên đây cũng được coi là con vật tiên phong luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát của họ. Những người cầm tinh con chuột là những doanh nhân giỏi. Với một tình yêu mãnh liệt, họ rất quan tâm người lao động và công bằng trong mọi hoàn cảnh. Năm 2020 là một năm khá biến động đối với những gia chủ tuổi Tý do trực thái tuế. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để chứng tỏ tài năng và thực lực của chính bản thân mình. Quý anh chị thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi tuổi Tý trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tý sẽ gặp may mắn hay xui xẻo, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý hay không? Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video cùng Phong Thủy Gia Cát để biết thêm thông tin chi tiết. Quan tử vi tuổi Tý tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tý. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Tý sẽ cần chú ý. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 11 năm 2020, tức ngày 17 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ. Ngày âm lịch 27 tháng 11 năm 2020, tức ngày 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, những mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng, tránh gây những hậu quả mất mát không đáng có. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 11 năm 2020, tức ngày 24 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Ngày âm lịch 25 tháng 6 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi và đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tên số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý tháng 11 âm lịch. Theo tử vi tháng 11 âm lịch, sự nghiệp tuổi Tý nhìn chung trong hung có cát, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi suôn sẻ. Tháng 11 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện với những người tuổi Tý. Việc làm ăn, kinh doanh của những người tuổi Tý trong tháng này rất hanh thông, có cơ hội gặp được quý nhân và được họ giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ đó mà việc làm ăn tiến triển tốt, các mối quan hệ công việc và đồng nghiệp hài hòa gắn bó được cấp trên đánh giá cao. Ngoài ra, những người tuổi Tý cũng cần chú ý và thận trọng hơn trong việc kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra mâu thuẫn xung đột, kẻo gây ra hậu quả không hay. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của người tuổi Tý tháng 11 âm lịch. Chính tài ghé thăm cho thấy vận may thay đổi theo chiều hướng tích cực. Những người tuổi Tý nên nắm bắt được lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư. Đối với những gia chủ tuổi Tý đã đến tuổi, bản mệnh có tài lộc ùn ùn kéo tới, không mất nhiều thời gian
để tìm kiếm cơ hội mà chỉ cần chấp thời cơ trước mắt đã đủ mê rồi. Những người tuổi Tý là người nhanh nhẹn, linh hoạt nên chuyện này không làm khó bạn quá nhiều. Có thể bạn sẽ bối rối trong mấy ngày đầu nhưng rồi lại nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống. Càng về cuối tháng 11 âm lịch thì tuổi Tý lại càng có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập của mình. Nhiều người còn được người thân cho tiền hoặc hỗ trợ cho việc làm ăn, tậu nhà, mua xe trong thời gian này. Hãy nắm chặt cơ hội trời cho, sử dụng nó để đạt được những thành quả cao hơn trong công việc, sự nghiệp. Những gia chủ tuổi Tý là người nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không. Làm nhiều, hỏng nhiều, thất thoát nhiều, tiền bạc trong tháng 11 âm lịch. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Tý hãy mang bên mình pháp khí, phong thủy là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sức khỏe người tuổi Tý tháng 11 âm lịch. Vướng về vận trình thái tuế năm cộng với những sao hung tinh về sức khỏe, chính vì thế những gia chủ tuổi Tý không được quá tốt về mặt sức khỏe trong tháng, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Khi làm việc không nên làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Tý trong tháng 11 là cần coi lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Tý hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi luôn mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Tình duyên của người tuổi Tý. Chuyện tình cảm theo tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Tý cũng không được thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh được một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đang trải qua. Phụ nữ tuổi Tý trong tháng này sẽ vất vả hơn những người khác vì phải càng đáng cả nhiệm vụ của chồng đi vắng xa nhà. Có thể nói, tâm trí bạn sẽ đổ dồn vào gia đình và ít dành thời gian cho bản thân. Để kích con đường tình duyên, những người tuổi Tý cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của phòng lộc tài được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi trong tháng 11 âm lịch. Một tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Giáp Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường, công danh, sự nghiệp tài lộc, những anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng khai thông con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc của anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. 2. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông. Cần chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp. Khi gặp phải cần bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Khuyên gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế đặt trong ví để hóa giải vận hạn của thái tuế mang lại. 3. Mậu Tý sinh năm 2008. Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó khăn giải quyết,
vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn những người thân xung quanh, giúp đỡ hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. 4. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Canh là dương kim, gặp mậu dương thổ là thiệt thân, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Tý cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để giúp tinh thần sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Sử dụng minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. 5. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Nhâm dương thủy gặp mậu dương thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Tý trong tháng 11 âm lịch. Quý anh chị tuổi Tý có thể thấy lộ trình trong tháng 11 âm lịch của mình sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tuy nhiên, cũng có một số chuyện xui xẻo mà bạn không muốn ảnh hưởng đến tinh thần và tâm trạng của bản mệnh. Người ta thường nói rằng những vấn đề không may mắn trong cuộc sống không ai là không gặp phải. Nhưng cách để ta chuẩn bị và xử lý nó ra sao sẽ quyết định cuộc sống của bạn thành công hay thất bại. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng 12 hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những anh chị tuổi Tý trong tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.